chào và chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Mình là Liti đây. Thì hôm nay nếu như mà các bạn ủng hộ đấy thì mình sẽ thực hiện một cái series sinh tồn. Đó là cái series sinh tồn siêu hết hit nha các bạn ơi. Đó, như các bạn đang thấy cái sau lưng mình đây, đó là cả một cái thế giới. Và đây là thế giới hết hit nha các bạn. Đó, nhìn rất là đẹp luôn này. Thì trước khi bắt đầu clip, nếu các bạn cảm thấy video này hay thì đừng quên để lại cho nó một like, một share, cũng như là đừng quên đăng ký kênh của mình nha. Và bật cái nút chuông lên mỗi lần mình đăng những clip mới nhất, các bạn sẽ nhận được những thông báo nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều luôn. Vì đó là cái nguồn động lực rất là lớn mình làm clip mà. Ui, tự nhiên có con zombie bé tí thế này nó đang rượt mình đó bạn. Ui, nó đánh mình rất là thấm thía luôn này. Trời ơi. Và mình có nghe đồn thổi đâu là cái map cái hết hit này nó rất là khó chơi các bạn ạ. Mình cũng chưa biết là nó như thế nào nữa. Thôi, trước mắt thì cứ trải nghiệm cái đã các bạn ạ. Mà nay trước mắt mình xin nói với các bạn một số điều mà các bạn nên lưu ý giúp cho mình nha. Vì đây, cái mod, cái map này không phải là do mình làm nhá. Không phải, mình chỉ chơi thôi nhá. Rồi, thì cái việc mà mình lấy cái link này từ kênh nào thì mình sẽ để dưới phần mô tả của video này nhá. Mình cũng không thể nào mà nói rõ cho các bạn nghe được là cái mod map này là của ai làm được. Tại vì để mà mình đứng trên cái map này hiện tại nó đã trải qua được rất là nhiều người làm rồi. Từ nước ngoài cho đến Việt Nam. Có một số bạn lại bảo mình bắt chước người này người nọ, nhưng mà mình xin thưa với các bạn, đúng là mình bắt chước thiệt. Đây, trong rương này để một ít đồ. Ok. Ok anh ơi, đợi tí nha. Và các bạn nên hiểu rõ là cái việc bắt chước đó nó như thế nào và nó làm những gì thì các bạn mới có quyền đi phán xét người khác là bắt chước người này người nọ như thế nào nha. Các bạn bảo cái ông A, ông làm theo ông B, nhưng mà các bạn có biết là cái ông B ông có làm theo ông C, hay là ông C ông có làm theo ông D, hay là đại loại là vân vân may may gì đó hay không? Đấy, thì nói chung là mình chỉ nói như vậy thôi, vì các bạn có hiểu hay không, đó là quyền của các bạn. Ủa, trước mắt mình có gì thế này? Mình, nếu mà mình không biết tên con nào thì chắc chắn là mình sẽ không bao giờ kể tên nó ra đâu nhá. Nhưng mà đây là con voi đấy. Con voi trong hình hài của một con bò đấy các bạn. Các bạn nhìn cái tướng nó nhảy kìa, trời ơi. Mà này, khi nào có dịp ấy, hoặc là may mắn thì mình sẽ thử mời bạn dép vào chơi sinh tồn với mình thử vài tập xem sao ha. Tại vì bạn ấy là cái người edit mode cho cái map này mà. Đấy, bởi thế mới có CS hit cho các bạn xem đấy. Thôi, thì may mắn thôi. Ui, con khỉ, ui, nó đánh mình các bạn kìa. Đây là con khỉ đồ hay là con linh vương? Nó là linh cẩu. Ui, nó đánh mình chết mình rồi. Ui, có hai con ma kìa các bạn. Ở đâu ra đấy? Chưa gì là mình đã chết một mạng rồi đó. Ở đây, hướng này, mình sẽ lại mình nhặt máy. Ui, nhìn nó bay kìa các bạn. Wow. Wow, đừng. No. Ui, hai con là các bạn. Ui, khó chơi nha. Trời đậu phụ. Ui, đừng. Đừng mà. Thôi đừng. No. Đố anh bắt được em. He. Ui, nó vẫn bắt được các bạn. Thôi, ui, ba con luôn này. Nhưng không sao, mình trình độ mình cao. Mình sẽ chơi tay không với tụi nó nha. Rồi, quá easy luôn. Nãy mà mình chưa có. Hình như là nếu mà mình có kiếm thì mình vẫn chơi được nó các bạn. Nhìn máu nó rất là giấy luôn. Tại vì mình chơi tay không mà mình vẫn chơi lại mà. Thôi, mình chủ yếu mình lấy cái giáp với cả đồ ăn thôi các bạn. Ui, nó vẫn còn này các bạn ơi. Ủa, đâu ra mà lắm thế? Ở đâu ra thế nhờ? Trời, nhìn nó bay trên trời rất là khó chơi luôn các bạn. Chết thêm một mạng nữa rồi. Thôi đừng mà, trời đậu. Đừng. Nó cứ ám mình các bạn ạ. Đây là mấy con ma nhá. Trong hình hài của con skeleton này. Đấy, skeleton mang cái khăn choàng này. Nó bay trời các bạn. Hello anh hai. Ủa, sao nó không đánh mình nữa nhờ? Nó vẫn đánh kìa. Mấy con này đánh rất khó hiểu nha, nhưng mà vẫn khó chơi lắm các bạn. Cái con linh tinh nó đứng ở bên kia các bạn kìa. Ok, mình đi kiếm lại cái đồ ăn của mình đã. Ở đâu rồi ta? Trời. Thôi mình phải né nó ra mới được. Lại gần nó nguy hiểm. Nó đánh rất là thấm nha. Thấm thía. Ở đây. Ui, đây. À, mình chết phát cái mình reset lại cái cấp độ luôn này. Bây giờ mới lên lại cấp 1 này. Vô lý, nhưng mà lại thuyết phục. Ồ trời ơi, nó vẫn rượt mình các bạn. Sao mà nó chạy nhanh thế nhỉ? Ui, mình còn có mỗi một nửa máu thôi. Nửa máu các bạn. Sinh tồn với nửa máu à? Không, no. Ở đây các bạn nhìn cái giặt đất này. Nó bị cái con gì đó nó bươi đất ấy các bạn. Cho nên nó mới có mấy cái lộm dưới ấy. Cái con đó mình What the hell? Tự nhiên là chết. Vô lý. Rồi, lại này. Nãy giờ chết 3 lần rồi đó. Cay đó. Cây nhá. Đây, nó là vẫn đứng trước mặt mình này các bạn. Không hiểu. Uầy, cái con gì đây? Nhìn như con cuốn vậy. À, nhưng mà không phải. Nó là cái con bò sữa đấy các bạn. Phải không ta? Đoán là như vậy thôi. Đây, đồ chung của mình đây. Uầy, nó lại rượt mình các bạn. Ôi, cây thế nhờ. Ở đâu ra thế? Đây, mình lại chạy thôi. Mình vẫn chưa có vũ khí để mà giết nó các bạn ạ. Wow,
Ở đây có một hang ổ của bọn bọn bóng ma này các bạn, bóng ma Skeleton, à nhầm Skeleton. Ok. Rồi, ui, ở đây có một con gì đây? Con gì đây? Đố các bạn đó là con gì đấy? Mình nghĩ đó là đà điểu. Không phải, đó là con vịt. À mà thôi bỏ đi, không biết gì thôi nên im lặng các bạn ạ. Trời đầu, cái con Black King Kong nó vẫn còn đứng ở đó kìa các bạn. Thôi, kệ nó đi. Khi nào nó rượt mình thì mình chạy thôi. Bây giờ mình cần chặt cái cây này ra để mình lấy gỗ các bạn ạ. Cần có gỗ nữa để mình grab một ít đồ. Đó. Không biết là cái công thức grab đồ nó có bị thay đổi gì không đây. Nghe nó khó khó lắm các bạn ạ. Ok. Đây này. Mình phải cẩn thận với nó. Lâu lâu mình phải lướt xuống mình xem coi nó có lại nó đá đít mình không. Chứ không là nó đá một phát là chết tôi. À hiện tại mình hình như là mình bị mất mất cái đống đồ ăn rồi. Chơi đấu. Thôi kệ nó đi. Tí là mình tìm lại sau nhé, chưa mất đâu. Nói chung là sinh tồn mà đầu tiên thì cứ phải chế tạo một cái bàn crafting table cái đã. Đây, đặt ở đây các bạn ạ. Rồi, mình sẽ chế tạo một cái cây kiếm nha. Cây kiếm bằng gỗ trước rồi đã. Công thức chế tạo cái kiếm bằng gỗ thì các bạn đã quá rành rồi. Thì đây, đặt hai cái miếng gỗ bên trên là ra nhá. Ơ, ở đâu thế? Ui, lại bị đánh các bạn. Mà sao chế tạo cái kiếm gỗ không được nha. Ý da, thế là công thức đã bị biến đổi rồi các bạn. Ủa cái con này, nó không thấy mình cầm cây đũa ha. Ừ. Wow, thịt của mình đây rồi. Wow, chúa ơi, hôm qua vừa mới đi chùa. Wow, bây giờ rất là may mắn. Chắc chắn là mình sẽ không bao giờ còn chết được nữa đâu các bạn ạ. Ô, đây các bạn nhìn này. À đấy, lại đặt bên tay trái này ạ. Căng thế nhỉ. May là mình sáng dạ thôi mình. Ui, các bạn nhìn thấy công thức này. Trời đậu, nó biến đổi hết cả rồi. Bây giờ không biết là tiền mấy dấu ít ở đâu ra nữa. Khó nhờ. Thôi kệ đi, cứ từ từ chế tạo một ít đồ bằng gỗ đó các bạn. Mình tưởng là chế tạo cái kiếm gỗ không được thì chết luôn, may là vẫn chế được nhưng mà vẫn phải để qua bên tay trái này các bạn ạ. Trời mưa luôn nè. Trời mưa rồi. Trời đã tối đi. Rồi mình cần phải đi kiếm cừu nữa các bạn ạ. Nếu không là tối là mất ngủ đấy. Cái con Black King Kong nó vẫn đứng ở trước mặt kìa các bạn. Ở đây trong này như có một cái rương này, không biết là có gì không nữa. Để mở ra xem thử nào. Wow, có một cái bàn tay gì đó đỏ thế này. Kìa nó. Có một cái phôi sắt. Một cái yên cưỡi và một cái yên ngựa cấp độ kim cương. Mình không biết là các bàn tay đỏ đỏ làm gì nhờ. Nghe nói cái này nó chưa biết làm gì, các bạn bình luận để cho mình biết nha. Trước mắt thì cứ cất vào đây cái đã các bạn ạ. Rồi, bây giờ mình sẽ lại thử cái cây này để xem là có gì không nha các bạn. Cái con Black King Kong nó đã đi rồi. Đây, mình sẽ thử lại cái cây này xem là trong này có gì không nha. Ui, ở đây có một cánh cửa này. Ui, cái con ma này các bạn. Phải chơi nó thôi. Đánh nó không trúng các bạn ạ. Phải đánh đúng chỗ thì nó mới trúng nha. Ôi nó bay kìa các bạn. He, bỏ chạy đúng không? Trời sợ kìa. Ui nhìn cái mặt nó sợ kìa, làm sao mà. Ui nó quay lại kìa các bạn. Thôi phải giết nó thôi. Đây các bạn nhìn mình sử dụng. Ui bị rớt rồi. Đó, ui yếu nhờ. Các bạn thấy không, mình chém có mỗi hình như là được 2 phát thôi là nó đã chết rồi đó. Hay nha. Con này nó được có cái là nó bay cao thôi chứ nó rất là yếu nha. Đây này, đây này. Đây, các bạn thấy không? Nó còn rất là nhiều đồng minh luôn này. Và nó đứng tụ tập ở quanh cái cây này các bạn. Nên là mình sẽ giết hết tất cả luôn nhá. Xin phép cho mình xin 3 cái mạng bóng ma này nhá. À mà không, tính là 4 con mới đúng các bạn ạ. Trời, đông thực sự các bạn. Thôi mình sẽ xin mấy cái mạng này nhá. Ồ, vẫn còn 2 con ở đây nữa các bạn ạ. Đông thực sự luôn. Một con bỏ chạy vì quá hoảng sợ rồi. Nên mình sẽ bỏ vào trong nhà này nhá. Để xem vào trong này có gì không. Uầy, một căn nhà dưới gốc cây này. Có phải là căn nhà không ta? Đúng rồi. Ở trong này có một con bóng ma này. Đóng cửa lại. Hết chạy nhá. Chạy, 2 con lần các bạn. Nó đứng lại một chỗ kiểu như một con ấy. Ở trong này dưới này không có gì các bạn. Để mình thử trèo lên nhá. Cái gì thế? Wow, các bạn nhìn này. Holy. Trời mẹ cứu. Nó đông. Ui, nó đông. Trời. No. Xuống. Trời, xuống. Ôi nó vẫn rượt tới mình kìa các bạn. Trời nó luôn. Nó đông. No. Chết thêm một mạng nữa rồi các bạn ạ. Cay thực sự luôn á. Đông thực sự luôn. Để mình quay trở lại mình nhặt đồ. Cho em xin lại mấy món đồ đi mấy anh ơi. Rồi em đi nhá em xin. Có 2 con cái này. 4 con cái này thôi. Mình chơi nó luôn các bạn. Không phải sợ gì nữa rồi. Ui nó đông kìa các bạn. Kiểu như là nó đánh một tí xong rồi nó nghỉ đấy. Nó kiểu nó nghỉ mệt đấy các. Ôi nó yếu kìa các bạn. Để mình thử lên lại một lần nữa nha. Để xem là mấy con nó con gì nha. Các bạn biết tên con nó là gì không? Các bạn bình luận nhá. Ui, nhìn nó này các bạn. Nó hình như là nó có phép ấy đó. Nó triệu hồi mấy con bóng ma ấy các bạn.
Được nha. Nhưng mà bây giờ mình chưa đủ khả năng để mà chơi mấy con đó đâu. Ừ, nó nhìn nó triệu hồi rồi các bạn, nó đông thực sự luôn. Thôi xuống 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 xuống. Chạy gấp cấp tốc như lực lẹn. Ui nó xuống các bạn, nó nhanh kinh khủng khiếp luôn. Thôi em xin chạy 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 ngơi. Đừng mà đừng được em nữa mà, đố anh bắt được em luôn. Ừ. Mấy cái con này nó nguy hiểm thực sự luôn, mình gãy luôn cái kiếm rồi này. Trời ơi. Thôi thôi thôi. Từ từ nó đánh nó sâu các bạn ạ. Mình phải đi thám hiểm thêm một tí nữa xong để xem là cái khu này nó còn cái gì không nữa đây. Đấy, đây đây, vẫn còn một con bóng ma này. Chơi luôn. Sợ gì? Đấy chưa? Các bạn nhìn đằng xa này, lại có thêm một con Black King Kong đó. Để mình vào thử trong này để mình xem là có gì trong này không nhá. Wow, phải đi từ từ thôi các bạn ạ. Một con zombie. Trời, lại chơi nó luôn các bạn ạ, không phải sợ nữa rồi. Chỉ có mỗi một con thôi, không cần, không có gì phải sợ. Đây. Ui, lại thêm một con skeleton nữa kìa. Phải né né nó ra chứ không đâu là nó bắn cho bể mỏ. Từ từ, cứ chơi nó đã. Ui, hiện tại mình chưa grab kiếm lại cho nên là vẫn đánh nó rất là yếu nha. Mình nghe nó nói đâu là ở trên tòa tháp này là có một con quái vật nó canh giữ một cái rương kho báu trên đó các bạn ạ. Và mình sẽ cố gắng giết nó trong một thời gian sớm nhất nha. Hiện tại vẫn chưa được đâu các bạn ạ, mình vẫn còn khá là yếu. Ngay trên tòa tháp này này, đó các bạn nhìn bên trên này. Một con bò này nó nãy giờ nó còn vẫn còn lãng vãng. Ủa, nó nhảy vào bên trong luôn rồi các bạn. Chắc là vào bầu bạn. Ok, để mình vào thử cái nhà này xem là trong nhà này có gì không nhá. Ở đây có một con. Một con đít đỏ. Nhìn nó đít nó đỏ thiệt các bạn. Đít xanh đỏ. Gì ta? Blue red. À red blue. Ừ red blue nghe cho nó hay. Nó chất chất chơi. Đó. Monkey red blue. Ủa trong này có một 5 cục hắc điện thạch. Hắc điện thạch 5 tờ giấy và vài cái gậy cũng như là một cái cây kiếm gì đây mình không biết là cái gì nữa. Một cái món vũ khí gì đó. Ừ. Thôi để tí nữa khi nào mình biết là nó có công dụng gì rồi mình sẽ sử dụng nó sau nhé. Rồi thì bây giờ mình sẽ thử chạy qua cái nhà bên kia xem là trong đó nó có gì không nha. Có vẻ như có rất là nhiều cái công trình là cho chúng ta khám phá đó. Thì map hết xích bây giờ mình mới chơi lần đầu tiên đó các bạn. Lúc trước máy mình nó yếu quá cho nên không thể chơi được. Không biết là trong cái căn nhà này có cái gì không đây. Cho hỏi có ở nhà không ta. Xin mở cửa vào nha. Rồi đóng cửa lại cho nó nghiêm túc này. Ở trong này có một cái rương này. Không biết là có gì đây. Wow, có 10 viên kim cương, vài con cá và một cây cần câu. Ui, vài tờ giấy này, không biết tờ giấy làm gì mà nó cho quá trời luôn. Hắc điện thạch này quá trời luôn này. Và một cái trứng. Trứng này sinh ra gì đây? Có một cái trứng này các bạn, không biết là sinh ra cái gì nữa để mình ra ngồi mình vứt ra xem trong cái trứng này có gì nhá. Có một ở trước mặt mình có một cục đất biết đi, thôi kệ nó đi. Đây, trứng đâu rồi? Đây nè, trứng sinh ra cái gì đây nè, không biết nữa, để mình vứt ra xem nhá. Không có gì ấy à? Không có gì hết cả. Ok, mình đang thấy một con cừu trước mặt. Và chắc chắn là mình sẽ lấy lông của nó nhá. Để mà mình có gì mình làm cái giường đó mà. Ok, sorry nha. Tí nó mọc lông lại sau nhá. Tắm mưa xong là mọc lông ngay luôn đó các bạn. Con cừu nó có đặc điểm là tắm mưa xong nó sẽ mọc lông lại. Đó là giải thích của một mình thôi nhá. Còn các bạn gì nghĩ như thế nào thì mình không biết. Ui, các bạn nhìn này mình đi dưới nước rất là nhanh luôn. Nãy giờ mới để ý nè các bạn. Trước mình lại có một cái tòa tháp nữa kìa, màu đỏ nha. Ghê đấy. Ok, để mình lên trên đó thử xem là trong đó có gì không nha. Ở trước mặt mình có một cái con gì kìa, hình như là con bò. Ui. Giật hết cả mình luôn các bạn ạ. Một con cá sấu nhá. Nó to kinh khủng khiếp luôn này. Và nó muốn cắn mình đấy các bạn. Nhưng mà đâu có được. Trời ơi, mình có một cái rìu bằng gỗ này, mình sẽ giết nó nha. Nó rất là trâu bò luôn này. Một con rất là trâu cá sấu luôn. Ê, ok. Lên. Mình sẽ lên trên thử xem là trong cái tòa tháp nó có gì không nha. Ok. Wow, rất là bự luôn. Trước mặt mình có một cái kinh nghiệm kìa. Không biết là trong kinh nghiệm có gì đây. Một phát lên cấp 7 luôn. Vô lý. Đợi tí mình để mình đi xung quanh xem thử ở trong này nó có gì không nha. Lại là chỉ có một con zombie thôi. Không có gì cả các bạn ạ. Ok đi. Mình sẽ đi vòng vòng xem một tí nữa nhá. Cái map này hiện tại bên ngoài nó cũng rất là rộng luôn mà mình không biết là còn cái công trình nào khác không. Nhưng mình nghĩ cũng đâu đó thôi các bạn ạ. Từ từ rồi nó sẽ cập nhật lên sau. Ui, lại thêm một con khỉ nữa này. Mình chỉ biết nói mấy con này là con khỉ thôi, chưa biết rõ tên họ của nó là gì các bạn ạ. Mong là các bạn sẽ bình luận ở bên dưới cho mình biết nhá. Wow. Wow, các bạn thấy cái nhà bên tay trái không? Rất là bự và rất là đẹp luôn này.
và mình đã thấy được một cái ngôi làng các bạn. Để mình vào trong này xem là trong cái ngôi làng này nó có cái gì không nha. Ôi, đi đâu cũng thấy cái con bò này các bạn ạ. Ê, thấy dân làng rồi nè. Hello mấy ông dân làng nha. Không biết là mấy ông trao đổi cái gì đây. Để xem nào. Từ từ nhá, chứ không là giẫm lúa của mấy ông nữa. Mấy ông la chết. Trao đổi xem nào. Wow, đổi ngọc lục bảo này với cả đổi super này. Mà phải có ngọc lục bảo. Ok. Để xem ông này đổi cái gì đây. Ông này cũng đổi lục bảo với cả bánh mì này. Wow, ông này sao thông minh thực sự. Ông đổi như là một cái vòng tuần hoàn vậy. Để xem ông này nè. Ui, vẫn đổi lục bảo với cả súp. Để xem trong này có gì không ta. Thực ra thì cũng không có gì cả. Và đó là cái nhà của cái ông trưởng làng đấy. Để mình check thêm vài cái nhà nữa xem là có rương không nhờ. Hello, có ai nhà không? Không có rương. Buồn thế nhờ. Để mình thử vào cái nhà của ông ông thợ rèn để xem là nhà của ông này có gì không nha. Đây, chắc chắn là nhà này có rương rồi. Không biết là nhà này có gì nữa. Đây, cái rương đây nè. Chỉ có giáp thôi các bạn ạ. Mình thấy là chỉ có giáp thôi. Với cả vài cục sắt, phôi sắt và vài quả táo này. Thôi được rồi, mình nghĩ là cái làng này chắc cũng không có gì đâu các bạn ạ. Chỉ có lúa thôi. Rồi, thì bây giờ mình sẽ đi về nhá. Các bạn thấy gì không? Ghê thật. Một con điên. Trời ơi, nhìn nó chạy kìa các bạn. Không hiểu đang làm cái gì luôn, chắc là sáng sớm mình nhức đầu. Rồi, thôi được rồi, dân làng đây nè. Đây, bây giờ mình sẽ thử làm một cái gọi là tuyệt chiêu cho các bạn xem nhé. Wow. Các bạn thấy kinh không? Đấy, mình thường xuyên làm mấy cái pha mà gọi là bình thường như thế các bạn ạ. Ok. Đây này, mình đang trên đường đi về. Lấy cái cây cổ thụ trước mặt mình đây nè. Thì sắp tới mình sẽ công cái cây đó trước nha các bạn. Mình sẽ công phá cái cây đó trước nha. Mình thấy là ở trên đó có một cái rương. Không biết là trong đó nó có gì nữa. Từ từ nha các bạn. Thì cái gì cũng phải từ từ mà cháo nó mới nhừ nữa. Và mình cần xây một cái nhà nữa các bạn ạ. Mà không biết là tập này mình xây kịp hay không. Chứ nãy giờ mình chơi cũng khá là lâu rồi đấy. Bây giờ mình sẽ về để mà mình cắt bớt mà ít đồ này vào trong rương nha các bạn. Đấy, đây nè. Có quá trời đồ luôn. Cắt hết trong rương nè. Đây, có một cục đá đang chạy trước mặt mình này. Để mình mặc cái giáp vào đó. Giáp này mình mới lấy ở chỗ dân làng về. Mình ăn miếng nè các bạn ạ. Hơi đói rồi. Để xem nào, mình sẽ grab một ít đồ bằng sắt nha. Mình nghĩ là mình sẽ grab một cái quần bằng sắt nha. Để mặc vào cho nó tăng một ít giáp lên. Ok, hy vọng là mình sẽ không chết nữa nha các bạn. Và các bạn bình luận thử cho em biết là mình có nên bật cái Keep Inventory lên không nhá. Để mà cho nó đỡ đất đồ ấy. Mà mình nghĩ là chắc là mình sẽ không bật đâu. Và ý kiến của bạn thế nào thì các bạn nhớ bình luận bên dưới cho biết nha. Thì bây giờ mình sẽ lấy một ít gỗ cái đó. Sắp tới mình phải cần rất là nhiều gỗ để mà mình xây nhà đấy. Cho nên là mình sẽ lấy một ít gỗ bây giờ đó. Để mình crafting một ít đồ bằng gỗ nữa. Nãy giờ mình chặt cũng khá là nhiều gỗ rồi các bạn. Quay. Có hai con cà cướp dân làng trước mặt mình này. Lại thêm một cái cục đất nó đang cố giết mình nữa các bạn. Mình phải chạy gấp thôi. Không thể nào mà đứng ở đó được nữa rồi. Đó, chỗ đó rất là nguy hiểm luôn. Nếu mà còn đứng đó lâu thì nó sẽ giết mình đấy. Tại sao lại có thể mà ép mình vào đường cùng như thế nhờ. Đó, nó vẫn còn rượt mình kìa. Nó chạy nhanh kinh khủng khiếp luôn. Trời ơi, chết tôi, đừng rượt nữa nha. Có vẻ như là nó đã bị mình đánh lạc hướng rồi. Nó không còn nhớ là mình là ai và tôi đây là đâu nữa các bạn ạ. Nó đã bỏ đi rồi đó. Rồi, thì bây giờ mình sẽ lại crafting mỗi đồ nha. Mình sẽ làm lại cây kiếm bằng gỗ nữa. Và mình không biết là mình có sắt đây này. Mà mình không biết là crafting cây kiếm bằng sắt luôn ấy. Các bạn nào mà biết nhớ bình luận bên dưới cho mình biết nha. Tại vì mình còn chưa có tìm hiểu nhiều nữa. Mình thấy nó quá hay. Cho nên là mình đã kịp tải về mà chơi ngay thôi các bạn ạ. Và nếu được mình sẽ tự tìm hiểu sau nhá. Rồi. Thì bây giờ mình sẽ chơi cục đá này, nó lì quá này các bạn. Nó dí từ mình từ bên kia vào đây luôn. Cho đến bây giờ thì mình phải công nhận một điều, đúng là cái headset Subbo này khá là khó chơi đấy các bạn. Cũng là khó chơi thật sự ấy. Rồi, nói chung là bây giờ mình sẽ lấy một ít hạt giống nha. Để mà mình trồng lúa nữa. Để mà có đồ ăn các bạn ạ. Nãy mình quen ở trong làng, mình quen là lấy cây lúa hạt giống về để mình trồng các bạn ạ. Thì bây giờ cứ lấy mấy cái cỏ này để mình lấy hạt giống nha. Rồi, bây giờ mình sẽ trồng ở gần nước nha, để cho nó mọc. Mình hiện tại mình đã có 11 cái hạt giống rồi này. Từ từ nó sẽ nhiều sâu nha các bạn. Rồi, mình sẽ trồng chỗ này nha các bạn. Rồi, nói chung là mình cũng nếu mà được thì các bạn ủng hộ ấy, thì mình sẽ làm tập thứ hai cho các bạn xem nha.
Rồi thì các bạn nhớ bình luận và like video này thật nhiều nha các bạn ơi. Nếu như clip này đạt được bao nhiêu ta, 150 like đi, thì mình sẽ làm cái tập 2 của series Super Head Shit để cho các bạn xem nha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều vì đã ủng hộ cho mình. Thank you very much. Rồi thì bây giờ mình sẽ trồng lúa chỗ này nha các bạn. Các bạn này, các bạn đừng quên bình luận ở bên dưới cho mình biết là tập thứ hai là mình nên làm cái gì nha các bạn ơi. Tại vì mình chơi head shit này cũng khá là khó đấy, mình cần các bạn hỗ trợ nha. Rồi thì mình sẽ trồng lúa như thế ở đó nha các bạn. Mình nghĩ là mình đã có đủ lông cừu rồi, cho nên là mình nên crafting một cái giường ở đó các bạn. Đâu rồi ta? Đây, giường đây rồi. Mình sẽ crafting một cái giường nha. Mình đặt ở đâu đây luôn thôi. Sắp tới mình sẽ xây một căn nhà để mà mình ngủ nha. Mình cần lấy một ít đá nha các bạn ơi. Mình lấy đá để mình về mình crafting một ít đồ bằng đá nữa. Nếu mà bằng đá thì mình vẫn crafting được một ít đồ ấy. Còn crafting cái kiếm bằng đá thì vẫn chưa craft được nha. Rồi, mình sẽ đi lên. Trời lại mưa rồi các bạn này. Sao mà mưa lắm thế nhờ? Để mình quay về cái bàn crafting đã. Mình sẽ cho lại các bạn xem lại cái công thức chế tạo này. Mình vẫn chưa biết là công thức chế tạo như thế nào nha các bạn ơi. Đây, cái dấu X này là như thế nào đây? Và cả cái bàn bên dưới này, cái cuối cùng ấy. Bây giờ mới để ý cái khiên này các bạn à. Nhìn cái khiên khá là khó chịu nha. Ok, bây giờ mình sẽ đặt cái lò nung ở đây nha các bạn. Trời vẫn chưa tối, vô lý thật. Đây các bạn nhìn này, cái con quái vật nó đang đứng ở trên đó kìa các bạn. Các bạn thấy không? Mình sẽ sử dụng một cái thủ thuật để mà mình lên tới trên đó mà không cần phải đi qua bất cứ một thứ gì các bạn. Thì các bạn thấy mình đào đất thì các bạn cũng đã biết mình làm cái gì rồi đấy. Các bạn thật là thông minh quá đi. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy một ít đất nha. Cho các bạn suy nghĩ đấy. Đó, cho các bạn 5 giây nha. 5, 4, 3, 2, 1. Đố các bạn là mình làm cái gì nha. Mình đã có được một ít đất rồi. Không biết là các bạn đã đoán được là mình làm cái gì chưa nhờ. Ở đây, mình sẽ công lên cái tòa tháp cho các bạn xem nhé. Mình sẽ không đi vào ngõ này đâu. Ngõ này rất là nguy hiểm luôn đấy. Rồi, bây giờ mình sẽ sử dụng cái số đất ít ỏi này nha. Để mà mình lên trên đó. Rồi được rồi, bây giờ mình sẽ... Đây, các bạn thấy là các bạn đủ hiểu rồi. Mình sẽ bắt block lên trên đó nha. Để thăm cái con bot trên đó. Để xem là nó như thế nào. Nó có mạnh hay không. Và trong cái rương nó như thế nào. Không biết là mình có đi đúng hướng không nữa. Hy vọng là mình lên tới nơi mình gặp cái rương luôn ha. Đấy, gặp cái rương luôn mình sẽ lấy hết đồ trong đó luôn. Công nhận thông minh thực sự luôn các bạn ạ. Trời ơi, mình chơi game ấy là mình phải sử dụng cái đầu luôn các bạn ạ. Ok, gần tới nơi này. Đó, nghe nói em thích một người con trai thông minh. Bắt trend. Được rồi, cái rương nó ở bên kia kìa. Nó nguy hiểm kinh khủng các bạn, nhìn nó kìa. Bây giờ mình sẽ bắt block đi xa xa nó một tí nha, chứ không là nó đánh ấy. Nè, mình đã đi xa lắm rồi. Làm cái gì nhau. No. Trời ơi, không ngờ là ở xa như vậy mà nó vẫn đánh được các bạn ạ. Mình tưởng nó rơi xuống luôn chứ. Nó mà rơi xuống luôn là nguy hiểm chết người đấy các bạn ạ. May là nó vẫn đi vào lại. Đi xuống là khó khăn lắm á. Ok, mình sẽ nhận lại số đồ nha. Ôi ơi, nguy hiểm kinh khủng khiếp luôn á. Trời ơi, nhìn nó kìa. Thôi được rồi, mình nghĩ là tập này cũng khá là dài rồi. Cho nên là mình nghĩ là mình sẽ kết thúc tập này tại đây thôi nha. Và nếu như các bạn ủng hộ cho mình muốn mình làm tập tiếp theo, thì các bạn hãy like video này thật nhiều nha. Cũng như là bình luận ở bên dưới cho mình biết là các bạn có muốn xem tập tiếp theo không nha. Rồi thì nói chung là chúc các bạn một ngày tốt lành nha. Cảm ơn các bạn đã xem hết clip nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn trong tập tiếp theo. Nếu mà các bạn ủng hộ. Bye bye.